Lần trở lại ít ấn tượng nhất của TK Đó là trong hai tập cuối của Coral Wizard Đang chu du trên cuộc hành trình của mình Anh ấy đã bị hút vụ quả cầu bằng lời kêu cứu của những đứa trẻ Tại thế giới này tồn tại những chiếc Wizard Ring Hay chính xác là những chiếc Rider Ring Mạnh của những Common Rider Được sở hữu bởi hai đứa nhóc đang chuẩn bị hóa thành quái vật Khi đến độ tuổi tại thế giới này Chúng không muốn trở thành những quái vật vô tri và muốn chiến đấu để chống lại điều đó bằng cách sử dụng những chiếc Rider Ring triệu hồi những Carbon Rider Tình cờ thay, bọn chúng đã triệu hồi được Kaiduya sukasa bạn ý thức của anh ấy TK trong tập phim này không có quá nhiều điểm ấn tượng Chỉ một vài câu nói thể hiện đây có phải là thế giới của Wizard hay không Và chuyển hóa bản thân trở lại hành Tsukasa trong cuộc nói chuyện với Haruto Trao đổi với anh về thế giới này cũng như lý tưởng để trở thành Kamen Rider Không nhất thiết phải là bảo vệ loài người, bảo vệ nụ cười cũng như ước mơ của họ Đó mới thật sự là Kamen Rider Mang thể hiện của anh ở thế giới này cũng không quá nhiều Nhưng nó đủ sức để mở đầu cho chương tiếp theo về Kamen Rider Fixing trong series Cowder Guy và màn nói Cowder qua đường trước khi trận chiến cuối cùng cùng Wizard và tất cả Rider chống lại tên phản diện tập phim này cũng là một ấn tượng tốt về Cody K trong lần trở lại này của anh